Các bạn ơi, hôm nay chúng ta cùng tô chú chó này với mình nhá. Tiên mình sẽ tô màu đỏ cho bông hoa. Thân gỗ này mình sẽ tô màu nâu. Sau mình sẽ tô bộ cây này, bộ cỏ này sẽ tô màu xanh. Em mình sẽ tô mắt. Bát này mình sẽ tô màu nâu. Đây là mình có màu xanh. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.